Một ngôi chùa hay ho nằm ở giữa Sài Gòn mà rất ít người biết. Đi đến cuối đường Nguyễn Thái Sơn, các bạn thấy một cái cầu, sau đó thì rẽ trái. Khúc này mà bạn nào search Google là dễ bị đi sai đường lắm á nha. Chùa Miếu Nổi nằm trên một cồn đất nhỏ, giữa sông Vàm Thuật, một nhánh của sông Sài Gòn, thuộc phường 5 Gò Vấp. Có một điều hay ho nữa là khi muốn đi qua chùa Miếu Nổi thì các bạn sẽ phải đi qua đò nha. Vé đò khứ hồi là 15 cành một người nè và chỉ mất có 5 phút thôi. Thật sự là ở giữa lòng Sài Gòn tôi không nghĩ là có một cảnh đẹp như vậy luôn á. Chùa có tương truyền là có một người đàn ông chài lưới trên đoạn sông này đã lưới phải một xác của người phụ nữ. Ông đã đem chôn lên cù lao rồi lập một miếu nhỏ để thờ oan hồn. Từ đó cuộc sống của ông trở nên khấm khá hơn. Ngoài ra miếu còn thờ Phật, Thánh Mẫu, Đại Thánh Gia Gia. Chùa Miếu Nổi nổi tiếng là một nơi thờ cúng linh thiêng và các pho tượng rồng được ấp bằng mảnh sành sứ. Những bức phù điêu nhiều màu sắc sống động. Tuy địa hình không mấy thuận lợi nhưng hàng ngày vẫn tiếp đón rất là nhiều người đến đây. Có nghe nói là ở đây có một bà cụ xem bói rất là hay. Có ai biết thì chỉ tôi với nha. Và vị trí là nằm trên giữa con sông nên mọi người thường hay đến đây để phóng sanh. Đối với tôi đây không chỉ là một nơi thờ cúng linh thiêng mà còn là một nơi hội tụ nhiều yếu tố văn hóa tâm linh đặc sắc. À, trước khi đi qua Miếu Nổi thì các bạn sẽ gặp Miếu Sa Tăng nha. Ở đây người ta có để sẵn nến hoa đăng để các bạn có thể thắp cầu nguyện. Ngoài ra các bạn có thể xin sâm, xin keo ở đây nữa nè. Ốc bắp, một quán ốc chuẩn bị bắt tại giữa Sài Gòn và được rất nhiều nghệ sĩ đến đây ăn. Liệu có phải là chiêu trò marketing hay là quán thật sự ngon như lời đồn? Cái quán gì mà quá trời người nổi tiếng luôn, nào là Hiền Hồ, Đông Nhi, ông Cao Thắng, toàn là sao hạng A mà ai ăn xong phải khen tấm tắc hết trơn á. Thật hơn thế nào hãy cùng tôi đến quán thử nha. Nói đến ốc bắp thì các bạn đã không xa lạ gì với chén nước mắm mắc xà ớt chua chua ngọt ngọt quyết định đúng vị của món ăn hay không. Khác với menu dày đặc các loại ốc ở Sài Gòn thì quán ốc kiểu Bắc chỉ có một vài loại ốc. Dành cho bạn nào đi ăn lần đầu ở các quán ốc bắp thì hai loại ốc to và ốc nhỏ chính là ốc lát và ốc đắng nha mọi người. Ngoài ra quán có món xào bơ dừa và xào bắp cực đỉnh nữa nha mọi người. Tôi gọi một dĩa nghêu xào bơ dừa và ốc hương xào bắp. Trời ơi, phải nói hai món này mà chấm với bánh mì là đỉnh của chớp luôn á. Vị béo béo thơm thơm, không ngọt quá nhưng cũng không quá mặn. Nói chung là rất là bánh cuốn luôn á. Lấy một miếng bánh mì chấm với nước sốt kèm theo một miếng vụn dừa. Trời ơi, ăn xong phải nói là rớt cái nách luôn. Phần ốc to tôi gọi thì ốc tươi giòn và thơm mùi chanh xả, chấm với chén nước mắm. Nhưng mà có thể là khẩu vị của tôi không hợp với khẩu vị của nước mắm Bắc. Tôi có xin thêm đường ở quán và cả thêm tắc nữa để pha lại cho phù hợp vị của mình hơn. Giá thành ở đây có giá từ 60 đến 90 cành một dĩa. Tất nhiên đã đi ăn đồ Hà Nội rồi thì nhất định phải gọi nem chua rán nha. Phần tương chấm nem chua sẽ có vị cay và vị chua hơi nhiều. Tôi đang hai người gọi 6 dĩa có giá là 500 cành. Độc lạ với ốc mà được đóng gói nội địa Trung thì ăn vô vị sẽ như thế nào? Một cái túi dày giá có 6 cành là mấy bà tin không? Mà sao tôi thấy bao bì bên ngoài nó đẹp lắm mấy bà ơi, kiểu dạng như là tiền in với bao bì bên ngoài không là đã hết 2-3 cành rồi đó. Gói màu đỏ này là ốc đỏ cây tiêu thơm. Ê, khi mở ra tôi phát hiện nó giống gì mọi người biết không? Nó giống con ốc gạo của Việt Nam mình vậy đó mấy bà. Gói màu cam này là ốc cây sốt Hồ Nam. Tôi đếm á, mỗi gói như vậy á sẽ tầm 11 con ốc nha. Được khúc sân không vô cái bao luôn rồi, nhưng mà mình mở ra có cái bịch nó sẽ nhiều dầu, một cái bịch nó sẽ ít dầu nha. Như bịch này nè nó có là nhiều sốt đó. Màu vàng này là vị sa tế nè, còn cái màu xanh này cũng là cái vị sốt đặc biệt giống với lại màu đỏ luôn nhưng mà nó có nhiều sốt hơn. Đó, nãy giờ là tôi mở hết tất cả các mùi vị ra rồi đó, bắt đầu sẽ cho mọi người mở ra nè, mình lấy ra bên trong con ốc nha. Mà thiệt mọi người ơi, nó giống với lại con ốc gạo của Việt Nam mình vậy á. Cái sốt cây tiêu thơm này nó thơm nè mọi người ơi, nó ngon nha, nó sẽ the the của tiêu. Và rất là cay luôn á mọi người ơi, nhưng mà sao tôi cảm nhận là mấy cái loại ốc sao á mọi người, nó cái mùi dầu á nó rất là nhiều luôn. Nhất là mấy cái bịch mà nó có nước sốt đó mọi người, là cái vị dầu nó rất là nồng luôn, kiểu dạng mà tôi ăn mà tôi rùng mình luôn. Nên là tôi thấy hợp vị với ngon nhất là cái túi màu xanh với màu đỏ, còn lại là chắc là không hợp ý tôi với mấy bà ơi, kiểu như cái gu tôi ăn á nó không có được nhầu nhiều như vậy, ăn với ốc nó lại không hợp. Ốc vừa chợ Bến Thành một lon ốc có giá tận 130 cành. Liệu với cái giá này có thật sự quá đắt? Cái mâm ốc nhỏ nhỏ nằm ngay góc đường của chợ Bến Thành thôi. Mà cái giá tiền là không có nhỏ đâu á nha mấy bà. Tại vì một lon như vậy có giá là 130 cành. Ốc này thì không có đi kèm nước chấm gì hết trơn á mọi người. Tại được nêm nếm xào sẵn rồi trong đây luôn rồi. Khi mà về đổ ra thì được một cái tô nhỏ vậy nè mấy bà. Và theo tôi thấy ốc vừa ở đây sẽ có con to con nhỏ khác nhau luôn nha mọi người. Kiểu nó không có đều á. Rồi mấy con mà tôi đang lễ mọi người là nó siêu to luôn nè mọi người này. Như con này là nó gọi là dạng to rồi đó. Theo tôi nhớ là cái size của nó là size đại cồ thì phải. Đặc điểm của ốc vừa là cái phần đít rất là ngọt luôn mọi người ơi, bởi vì nó sống quanh cây dừa nên thịt nó rất là ngọt luôn. Và nếu như bạn nào thích ăn ốc dừa rồi, tôi nói thiệt với mọi người bao nhiêu là cũng không đủ hết. Ở đây cô sẽ xào mặn ngọt là nêm nếm vừa đủ nha mọi người, có cái độ cay nhẹ luôn mà theo tôi ăn á tôi cảm giác có cái độ béo béo của nước ốc dừa nữa không. Cô ngồi cái góc tiệm vàng đối diện xéo xéo với chợ Bến Thành đó nha. Ốc vừa chợ Bến Thành 130 cành cho một lon. Ngồi của cô nhỏ nhỏ vậy thôi chứ ai cũng lại là lúc nào cũng phải mua trên 100 cành nha. Một lon thì cô múc được nhiêu đây nha. Còn nhỏ bạn tôi cứ nói là con ốc này là dành cho người giàu mới ăn được. Mà tôi còn nói là con ốc nhỏ xíu ăn ngồi lễ cực lắm luôn. Mà nghĩ sao mà kêu ốc dành cho nhà giàu, nhưng mà tôi biết được cái giá của tôi hết hồn liền luôn á mọi người. Một lon này là được cô xào lên sẵn rồi, gia vị nêm nếm cũng là đậm đà nha. Tôi thấy là nó cay cay nè. Kèm cô sẽ cho thêm mấy cái kim để lễ ốc ra. Cái con ốc này nè mọi người ăn vô nó có cái mùi thơm thoang thoảng của dừa. Như theo tôi biết là nó được đu bám dưới chân cây dừa nên là nó hút chất ngọt của cây dừa nó sẽ là ngọt á. À, cái tên của nó cũng là ốc dừa. Xưa không biết ăn á thì chơi mắt, ăn rồi sẽ bị ghiền á mọi người. Ở phần đít con ốc nó sẽ có cái màu đỏ đỏ nhưng cái phần nó thì lại rất là thơm. Trước Tết thì tôi mua một lon ốc này của cô với giá là 120 cành, còn sau Tết là nó lên là 130 cành nha. Cô ngồi ở góc chợ Bến Thành.
Một ký ốc dừa mà có giá gần 900 cành. Cũng là ốc dừa nhưng mà nó có rất là nhiều size nha mọi người. Cái size này là cái size lớn nhất nè. Cái size đúng là size khủng long luôn. Hộp này là nửa ký mà công nhận mỗi ốc rất là to nha mấy bà. Hộp này tôi mua là nửa ký giá là 430 cành rồi á. Với một đứa rất rất thích ăn ốc dừa như tôi á thì đây là lần đầu tiên mà tôi ăn có ốc dừa nó to vậy luôn á, nó to bằng cái ngón cái của mình. Còn đây là cái size nhỏ nhất này, gọi là cái size ốc kề cồ. Tôi sẽ so sánh cái size con to nhất và cái size con nhỏ nhất nha, nhưng mà giá con size nhỏ nhất á nó bằng 1/3 là cái con to nhất à. Tức là một ký nó chỉ có 300 cành thôi, tôi mua nửa ký là 150 cành. Tính ra cũng là một loại ốc nhưng mà trời, cái giá của nó trên dưới rất là nhiều luôn. Ốc dừa tôi mua là được nêm nếm sẵn rồi nhưng mà mình sẽ tự lắc muối lên xíu cho nó đậm đà với cay hơn nha. Đó, con ốc bự mọi người nó rất là to, ăn vô cái thịt của nó rất là ngọt luôn, và đặc biệt khi mình móc ra bên trong nó vẫn còn một xíu nước, trời húp cái nước này nó ngọt cực kỳ. Và tôi nghĩ trong tất cả các loại ốc chắc con ốc mắc nhất là con ốc dừa đó mọi người. Trời ơi, tôi nói mọi người, nó vừa mắc mà nó vừa nhỏ nha, ăn nó rất là cực. Vậy chứ tôi biết tôi ăn bao nhiêu triệu tiền con ốc dừa này rồi. Quán ốc Dubai không phải muốn ăn là được. Và mọi người nhìn cô chủ quán này nè mọi người ơi, đeo vàng thì đầy người nha, và cô là đầu bếp ở Dubai luôn đó. Nhưng mà ngày xưa thôi, còn bây giờ thì cô về Việt Nam mở quán ốc rồi. Cái quầy ốc nhỏ nhỏ nha mọi người, chứ thiệt sự toàn là hải sản tươi sống mà cái nào nó cũng bự chà bá hết trơn. Dù là không liên quan tới ốc cho lắm nhưng mà ba món đỉnh cao nhất ở đây là món ếch nướng nha, mực nướng và cả cua. Ở quán có một cụ bà hay ngồi trước quán á mọi người, hình như là mẹ của cô chủ quán luôn, siêu dễ thương. Bà là hơn 90 rồi mọi người, vậy tới khách đến là lúc nào cũng niềm nở dễ thương, đưa chén ra cho khách hết trơn. Cua ở đây á cô chủ quán á nêm gia vị vô cua xong mà ram lên đó mọi người. Ê, nhìn cái càng của mấy con cua này nó còn quẩy quẩy luôn nè. Mà cua là nhanh hết lắm nha mấy bạn, con này hình như giá cũng rẻ lắm luôn á. Quán này thì các bạn phải đi sớm rồi, tầm giờ trưa là các bạn đi là ok nha, để tới chiều quá là hết món dần rồi. Và nếu tới đây mà gọi một con ếch thôi, đảm bảo ăn không ngon không lấy tiền mọi người, cái thịt ếch nó đậm gia vị nha. Mỗi loại là mỗi cái sốt riêng luôn mấy bà, giống như là ốc bu nướng tiêu này nè mọi người, cái sốt tiêu cũng hơi bị đỉnh cao. Bà chủ quán ở đây được cái bà không tin tưởng ai hết đó mọi người, người ta lợi giao ốc là không bao giờ chịu nha, buộc là phải đi ra chợ Bình Điền lấy ốc về bán mới chịu. Nhìn cái thau mà thấy chất lượng rồi đúng không nè, và đặc biệt luôn nướng lên nó không hề bị teo lại đâu. Mà quán ngay quận 3 giá rẻ nữa. Trời, mà quán này tôi không có muốn làm clip lắm đâu mọi người ơi, tại tôi sợ đông quá là không có chỗ ngồi. Cái chỗ của cô ngồi chỉ có 2-3 người là hết bàn rồi. Quán ngốc này không có tên nhưng mà nằm ở trong địa chỉ 18/85B Trần Quang Diệu, quận 3. Ốc luộc cô mớm từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội, mỗi ngày bán hơn 200 ký ốc thì bây giờ liệu ra sao. Trời, có cái thời gian mà tôi đi kiếm cô hoài luôn, mà lúc nào đi kiếm ốc của cô là cô cũng hết hết trơn á. Dạ ông gốc, ốc rác gốc, ốc đắng gốc. Người thì thích ăn 3 thứ vô một bịch. Cái này là 3 thứ nè con. Cô muốn bán chỉ có 70 ngàn nè. Đảm bảo tới đây ai mà nhìn cái keo nước mắm của cô cũng phải thấy mà lem. Đừng ngon đến cái độ người ta đến đây nhiều khi người ta lại không mua ốc mà lại mua cái keo nước mắm của cô thôi. Hôm tôi mua là bịch ốc 70 cành gồm 3 loại ốc: ốc gạo, ốc đắng và ốc lá. Và điểm đặc biệt là một bịch ốc của cô cho rất là nhiều nước mắm nha. Chất nước mắm sẽ kẹo sệt, nhiều ớt và tỏi lắm nha. Mà thiệt sự là cái sự tinh tí của cái món ốc này chính là cái nước mắm mọi người ơi. Nước mắm mà ngon một cái thôi là mình chấm ốc liên tục không ngừng được luôn á. Đây cũng nhờ các cô cậu chú cộng đồng mạng vậy ủng hộ giùm cô thì cô cũng rất là cảm ơn cộng đồng mạng. Ở đây là cô bán từ 2 giờ chiều nha. Ốc luộc thì có gì đặc biệt mà tận 70 ngàn một bịch. Ốc luộc cô mớm là từng làm dậy sóng cộng đồng mạng, có một thời gian là cô ngưng bán ốc nhưng sau đó về sau là bán lại nha mọi người. Bình thường là cô sẽ bán hai loại ốc là ốc gạo với lại ốc đắng, có ngày sẽ có thêm ốc lát nữa. Cô sẽ cho vô từng bịch như vậy nè, giá là 70 cành. Nhưng cái điều đáng nói ở đây đó chính là cái keo nước mắm này nè mọi người ơi. Và cái keo nước mắm này nó quyết định hết tất cả mọi thứ trong cái món ốc luôn. Một cái keo nước mắm mà đạt chuẩn đối với tôi á nha mọi người là phải đủ keo nha, và đặc biệt là phải cay nữa, và nước mắm không được quá nhiều tại vì nó nhiều quá nó sẽ bị mặn á mấy bà. Tôi mê ốc luộc là vì mê bịch nước mắm đó mấy bà ơi. Thì sự nó ngon lắm mọi người, mà không hiểu tại sao cô có thể làm được một cái nước mắm ngon như vậy. Và điểm đặc biệt nữa nha mọi người, nước mắm là cô cho không bao giờ bị thiếu mọi người, chỉ có bị dư thôi. Ốc gạo thì con to và tôi rất là thích ăn con ốc gạo mà nó có cái con ở trong luôn mọi người nha, nó sần sật đã lắm. Cái kiểu là càng ăn là càng dính nha, còn có khi là ngồi lễ sẵn cái chén xong trộn nước mắm lên ăn luôn á. Xe ốc của cô đứng ở 56 Lê Quyên quận 8 nha mọi người. Còn tầm 10 giờ sáng là cô sẽ đứng bên Đại Nam. Thử thách nấu ăn theo phim hoạt hình The Simpsons, ông Hoàng đoán trước tương lai. Có ai bị ghiền coi phim The Simpsons như tôi không trời? Mấy khúc đoán giỡn giỡn mà cuối cùng toàn là có thật không nói bà. Lỡ đâu một ngày mấy cái món ăn trong phim The Simpsons mà nó hot lên một cái nữa thôi là rồi xong luôn. Nên là bây giờ tôi sẽ làm cái món hamburger trong phim The Simpsons nha. Đầu tiên mà sẽ dùng thịt bò trộn với thịt heo nha, ướp gia vị một xíu muối vô. À nhớ thì bỏ thêm tiêu nữa nha mọi người. Sau đó nắng thành mấy cục tròn tròn như vậy nè. Rồi bắt đầu mình sẽ mang áp chảo thôi. Sau đó sẽ cho bơ vô nha. Cho nó hơi xém xém rồi mình cho bơ nhiều xíu nha mọi người. Tại tôi thấy trong phim nó là cho quá trời bơ luôn. Trời, khúc này nó siêu thơm luôn, lật cái miếng thịt nó xém xém như vậy nè mọi người, tao nói nó ứa nước miếng. Vẫn là một trứng hai lòng, sau đó mình sẽ ướp la lên nha, nhớ là phải để con cái trứng nó hơi sống sống một xíu. Sau đó cho thêm 3 miếng ba rọi vô chiên lên nữa nha, dùng cái bơ hồi nãy mà mình áp chảo thịt đó, bây giờ mình sẽ đem đi chiên luôn. Lấy cái hamburger chẻ đôi ra cho em, sau đó mình sẽ cho từng lớp vô y chang trong phim luôn nha. Một lớp thịt nguội. Sau đó cho một cái trứng ướp la vô nữa rồi ập lại nha. Khúc này nhớ nhấn cho cái trứng lòng đào nó chảy xuống nha mọi người. Cái món này đơn giản nha mọi người, nhưng béo mặn ngọt rồi bùi có đủ hết luôn mọi người ơi, ngon nha mấy bà. Trứng lòng đào thì béo ngậy, thịt đó nêm một xíu muối vô thôi là đã vừa phải lắm rồi. Khó thì có cái độ mặn nhẹ thơm béo, ăn kèm chung với bánh mì hamburger, ta nói cái món này đảm bảo protein bao nhiêu luôn trời. Alo, món này ngon nha, ê, ngon thiệt luôn á mọi người, nhưng mà nó thiếu chất xơ xíu.